đại diện của đội cờ đỏ Sa Diễm Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Lời đầu tiên thay mặt cho các cô, các bác, các anh, các chị đội cờ đỏ xã Diễn Mỹ xin gửi lời lời chào đến tất cả các quý vị cùng toàn thể các cô, các bác, các anh, các chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và chúng ta một lời chúc đó là hãy bằng lòng chung tay xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Xin được kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các anh, các chị, các cô, các bác đến từ các câu lạc bộ cũng như đội cờ đỏ của các đơn vị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Có thể nói rằng đang vào. Thay mặt cho những anh chị em đội cờ đỏ Sơn Mỹ sẽ giới thiệu đôi nét về đặc điểm tình hình của đơn vị xã Sơn Mỹ chúng tôi. Xin được kính thưa quý vị, đơn vị Diễn Mỹ, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một đơn vị nằm ở phía đông bắc huyện Diễn Châu, cách trung tâm huyện khoảng tầm 12 km về phía đông bắc. Đặc điểm về tình hình địa giới hành chính của đơn vị xã Diễn Mỹ, phía bắc giáp với đơn vị xã Diên Hoàng, phía đông giáp với đơn vị xã Diên Hải, phía tây giáp với đơn vị xã Diên Yên, phía nam giáp với đơn vị xã Diên Phong, là một nơi trung tâm giao lưu buôn bán với tất cả các đơn vị, là một đơn vị nằm trong khu vực trung tâm của đời giới hành chính của các đơn vị bạn ở xung quanh. Cho nên việc giao lưu buôn bán và nét văn hóa thu nhập vào đơn vị Diễn Mỹ là một những nơi trung tâm của khu vực Bắc Diễn Châu. Đơn vị xã Diễn Mỹ chúng tôi có 14 xóm, trong đó có một xóm giao dân. Dân số xin được kính thưa quý vị, Diễn Mỹ chúng tôi thì như các bạn cũng đã biết rằng là 14 xóm và một xóm giao dân, trong đó có 1.689 hộ và xin lỗi 6.000 trên 6.000 hộ và có hơn 6.890 nhân khẩu, trong đó dân giáo là 1.000 dân giáo là 131 hộ và 459 nhân khẩu. Có thể nói rằng là trong thời gian qua và trong nhiều năm trước đây thì tình đoàn kết lương giáo một lòng ở đất Diễn Mỹ chúng tôi luôn luôn tạo sự được đoàn kết và lương giáo một lòng để cùng nhau xây dựng quê hương Diễn Mỹ ngày càng giàu đẹp và văn minh. Trong thời gian đó, trước khi đơn vị giáo xứ Đông Kiều thành lập giáo xứ và đón linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ về làm chánh xứ Đông Kiều ngày 14 tháng 2, và sau được trước khi linh mục về thì đơn vị Diễn Mỹ chúng tôi nhân dịp tổ chức giải bóng chuyền nữ ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ cũng cầm bó hoa tươi thắm và tặng cho chị em phụ nữ đơn vị Diễn Mỹ, và chúng tôi cũng rất vui mừng và cũng rất tự hào rằng một linh mục về quản xứ tại địa phương và cũng có tình cảm, tấm lòng chia sẻ cùng nhân dân đơn vị Diễn Mỹ. Nhưng với một tinh thần và tình cảm đó không được bao lâu, sau tháng 4, 30 tháng 4 năm 2017 thì linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ đã tổ chức và xây dựng trái phép trên đất đồng nghiệp một ngôi nhà thật là khang trang với những quy mô lớn. Tuy rằng chưa được sự đồng ý với chính quyền địa phương, các cấp các ngành ở cấp trên, nhưng vẫn huy động lực lượng giáo dân ngang nhiên và cố tình xây dựng trái phép
Thì trước tình hình đó, với một loạt hành động ngang ngược, khiêu khích chính quyền, nói xấu Đảng, Bác Hồ, nhân dân Diễm My chúng tôi ngày 2 tháng 9 năm 2017, thì nhân dân đơn vị số 5 ngay địa phận của đơn vị số 6 Đông Kiều đã dựng lên những băng rôn rất là phản cảm trước sự quần chúng nhân dân, sự phẫn nộ của nhân dân. Trong khi Diễm My treo băng rôn chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 1/2/9, với một sự ngang ngược như vậy, đòi hỏi mỗi người dân Diễm My chúng tôi đứng lên đấu tranh, đoàn kết, chung tay một lòng đập tan mọi âm mưu của những phần tử đứng sau kích động và âm mưu phá hoại đất nước, nói xấu Đảng, nói xấu Bác Hồ, nói chính quyền. Và cho đến lúc này đây, nhân dân Diễm My chúng tôi 13/13 xóm một lòng một ra đây. Xin được quý vị và quý vị đồng bào, chúng tôi cũng không nói được hết những gì mà những diễn ra trong thời gian vừa qua của đơn vị Diễm My. Và cũng ngay sau đây, nhân tiện về giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay, thay mặt cho anh em đội Cờ Đỏ xã Diễm My, xin được trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả anh chị em đội Cờ Đỏ của các đơn vị đến từ mọi miền đất nước, và đặc biệt là đội Cờ Đỏ của xã Sơn Hải đã tổ chức một buổi giao lưu thật là ý nghĩa, đoàn kết một lòng. Đề nghị chúng ta hãy tạm một trò tay. Và chúng tôi cũng không muốn nói nhiều hơn, cũng xin được tất cả mọi người chúng ta cùng vỗ tay. Và tôi sẽ giới thiệu thêm về đơn vị Diễm My bằng một ca khúc Diễm My quê tôi. Xin mời chúng ta. Ai đã từng đi qua quê hương Diễn Châu, xin nhớ dừng chân thăm quê tôi Diễm My. Mảnh đất yêu thương đang từng ngày đổi mới, mảnh đất quê hương sức sống mới đang dâng cao. Diễm My hôm nay nắng mới đang ngập tràn, đồng đất quê tôi đang bước vào mùa mới, lúa nặng thì đủ bơi. Say so. Oh,
ta. Có phải không? Có phải không?